chào chú bác và anh chị. Ngày hôm qua là cha nói cha thèm bún cua, rồi con gái nói thôi cha ơi, con cũng thèm bún cua nữa, thôi ngày mai hai cha con mình nấu nồi bún cua ăn đi. Rồi gái nói con bữa nay con đi học tới 5 tiết rồi lặn tới 11 giờ rưỡi con mới về. Thôi giờ cha đi chợ nữa, rồi cha ở nhà cha mua cái cha chuẩn bị cha làm sẵn đi, cha nấu lên sôi đi cái con về cái con nêm nếm xong cái đó hai cha con là dọn xuống là ăn luôn để trễ giờ. Nay đi chợ có mua được lít cua đồng, cua cạn vậy nè. Còn cái nó khỏe. Quá bò rồi, quá bò rồi. Bắt nó lại. Một ít cua đồng đây. Một ít cua đồng để cột lại. Với mua vài con tôm. Vài con tôm đang hồi cho gái Út ăn. Tôm. Với gái nó thôi cha mua vài con ghẹ để vô luôn đi. Mua được 4 con ghẹ nữa. 4 con ghẹ. Với nguyên liệu là một củ sắn, nấm, với rau muống đằng hồi mình làm bào ra đằng mình để vô ăn với bông liên điển. Một củ sắn là đủ rồi, không cần nhiều. Chuẩn bị xong hồi con gái nó đi học về 11 giờ rưỡi là vừa luôn đó. Gái nó về, con gái nó nêm nếm cái rồi nấu sôi lên là hai cha con bưng xuống ăn. Củ tỏi hả? Dạ. Củ tỏi hả? Không. Dạ, ăn củ tỏi nè. Này củ sắn nè, không phải củ tỏi. Cha ăn củ sắn. Cha thích ăn củ sắn. Quỳnh Mai thích không? Hả? Cha đố Quỳnh Mai con này là con gì? Con tôm. Giỏi. Con cua. Giỏi. Củ sắn đã gọt xong rồi, giờ tới lặt rau muống. Là cộng dài dài gì nè, hồi cái mình lấy cái dao hai lưỡi mình bào, bó lại bào, bỏ lá. Còn rau muống quá non rồi. Rau muống này mua ngoài chợ, nhưng mà rau muống này là rau muống đồng này, người ta hái, người ta bán nè. Trong Quỳnh Mai nè, con chào ông bà đi. Chào ông bà. Giỏi. Kìa, con ồ này chúng đây nè. Ồ không sao rồi. Con đang chúng con. Rồi, con là con xin chào ông bà, con xin chào ông bà đi. Xin chào ông bà con chú. À, con chúc ông bà sức khỏe. Chúc ông bà sức khỏe. Rồi. Chào ông bà con chú. Này cha vô bếp cha chỗ tài cha nấu bún riêu cua nè. Gái nó kêu cha nhà cha nấu sẵn đi. Rồi đặt cho muốn đã xong. Ơi, cái lại. Tới tước bông liên điển. Con đừng mở ra nó kẹp con đó. Để đây đi chút cha làm. Cha hỏi Quỳnh Mai nè, Quỳnh Mai có lì không? Có lì. Có lì hả? Con làm gì vậy? Con nè, Quỳnh Mai nè, con có đi học chưa? Con nói cho ông bà nghe coi, con chưa. Có đi... Chưa hả? Mấy ăn nấm dù gì nè, mới ngon nè. Có nhiều khi nhầm... Nhiều khi người ta khoái ăn nấm búp búp gì nè. Bánh kem. Mình
ăn nằm múa nấy. Một nấm nữa là tới một nấm xong mà tới lặt cua ra xây. Nấm xong lặt cua. Lặt rau với nấm với này cũng đã xong rồi. Bây giờ tới thằng làm cua. Thôi làm cua bây giờ để mình đem đi làm một tí, làm xong rồi mình sẽ lên mình nấu nha. Bây giờ cua thì nãy giờ mình cũng đã lặt xong, giờ đã đâm xong rồi nè. Giờ lược ra được vậy nè. Giờ bắt lên nấu nha. Bật lửa này, nắp lại. Rồi tới phần sắt cục sắn. Nãy giờ cũng đi sắt. Bữa nay vô làm đồ bếp chính luôn. À, từ từ. Con làm gì vậy? Để cho sát câu sáng. Này con bỏ vô đây nè. Lấy bỏ vô đây nè. Nè. Con bóc bỏ vô. Bóc bỏ vô cái này cho cha. Con đói bụng chưa? Đói bụng rồi hả? Chờ chút xíu nha, cha nấu chín ăn nha. Rồi bỏ vô nha, lụm bỏ vô cho cha. Rồi lụm bỏ vô cho cha đi. Rồi tới đập tỏi nè, khử hột ca ghi luôn cho nó thơm. Với nãy cua có khử được miếng gạch cua nè, chút khử cho chung với hột ca ghi cho nó có màu dầm lên cho đẹp. Tỏi này con hấu vô đi, con hấu vô tiếp cha đi. Chị hai con đi học cũng gần về tới rồi đó. Cơm cho con ăn. Chú bác anh chị thấy con vô bếp làm nhuyễn rồi. Cho vô miếng dầu. Không miếng dầu ăn. Bật lửa lên. Gì con? Cho cha muỗng hết rồi. Cảm ơn con. Không miếng dầu nha. Cho dầu nó cho nó nóng dầu tí xíu cái bỏ hộp kia ghi vô. Rồi bắt đầu cho hành cái ghi vào. Nhỏ lửa lại để nó văng.
Rồi bắt đầu mình dán hộp ra nha. Nó có màu rồi đó. Vào cho tỏi mới bầm nè, mới thì nè, mới bầm mới thì nè vào. Nó nhỏ nhất thôi để nó khác. Tỏi nó thơm. Đầu cho gạch cua vô khử chung luôn. Rồi tỏi nó thơm lên đi, bắt đầu đổ gạch cua vô. Gạch cua vô. Đầu thơm lên đây nè, quá thơm, quá thơm. Nó phải chỗ tài luôn. Cậu cua đã chín rồi nè, bắt đầu vớt cua ra nha. Vớt cua ra. À, về về gì nè. Đầu múc nước cho đảo cho trở lại bớt. Rồi bắt đầu để cua đây đi. Bỏ cua sắn vô. Cua sắn vô nấu. Nấu cua sắn vô nó ra cái nước nước ngọt. Bắt đầu cho tôm, phần tôm hồi nãy mua nè nha. Tôm với mấy con ghẹ nè. 5 con tôm, 4 con ghẹ. Bỏ vô luôn cho nó ra nước ngọt. Đúng nè. 5 con tôm, 4 con ghẹ. Rồi mình đậy nắp lại đi cho nó mau sôi. Bắt đầu nồi nước lèo cua cũng đã sôi rồi, bây giờ để mình nêm nha. Bây giờ đây một ít bột ngọt đi. Cua này với cua đồng mình nó ngọt sẵn, mình không cần phải nêm đường nhiều, miếng thôi được rồi. Một tí muối. Thêm một ít hạt nêm vô luôn cho nó ngon nha. Ít thôi. Ít thôi, tại vì của mình hết rồi, còn có nhiều nữa đó. Sôi lên nè. Mình lấy cái này để mình vớt bọt ra đi. Vớt bọt ra bớt. Rồi bắt đầu nồi bún của mình này cũng đã xong rồi nha. Cho gạch cua vào. Cho gạch cua vào.
gạch cua vô, bỏ cua hồi nãy nè, mình đã múc ra nè, bỏ vào cho nó nóng. Cái con tôm này để cho nó nguội ra hồi cắn cho con gái mình nha. Mấy cái càng tôm nữa. Càng tôm. Được mấy con tôm. Mấy con. Rồi bắt đầu là đã chín rồi, bây giờ mình trụng bún nha. Ra tô. Cho rau muống vô, ít rau muống. Vô ít bông điên điển. Lót ở dưới này đi cho nó chín cho chút. Rồi cho một ít rau muống vô với ít bông điên điển vô. Cho nó chín. Bún này mình mua về mình nấu nước sôi rồi mình bỏ vô tí muối mình trụng lại nha, gấp vô bắt đầu gấp bún vô, gấp vô to, gấp vô to, cho này vô tô nữa, vô tô, hai cha con hai tô, nhìn cú con đấy nè, trụng vô, nhìn cú con nè, nấm vô. Trang có hộp ghi lên cho nó có màu màu một tí cho nó đẹp. Nhỏ. Nhỏ. Này nước đang nóng rồi mình múc vô gì là nó chín luôn rồi mình khỏi trụng tới trụng lui. Nhỏ. Rồi đây vớt cua lên. Nồng nồng. Đó. Đây nè. Rồi miếng nấm lên. Không có. Rồi xong một tô, bắt đầu gấp cho vô cho một con tôm. Con tôm, một cái càng cua. Thôi vậy được rồi, cho vô miếng quế. Quế vô. Đúng là không thể thiếu quế được nha. Quế vô. Rồi xong một tô. Tô thứ hai. Nấm con đi ra con. Ra con. Tô thứ hai vô. Quả củ sắn nè. Rồi bắt đầu nè, cái cục cua nãy nè, cái này đặt cứng ngắc lại vậy nè. Đó, cho lên cục cua nữa. Để xuống đây một tô nữa. Hai tô. Con tôm. Một con ghẹ. Cho lên miếng rau. Quế. Cho bên đây con ghẹ luôn đi. Hai con. Rồi xong. Bắt đầu cho lên đây một ít bông điên điển nữa nha cho nó ngon. Đó. Rồi cho lên ít rau muống nữa cho nó ngon. Rồi xong bưng xuống ăn. Con chào mà cô chú và các bạn nha, hôm nay con học chở em trai con làm rằng sáng không về ăn nha. Rồi mời ông bà cô chú. Mời cô chú và các bạn nha. Mời chú bác và anh chị ăn bún cùng hai cha con nha. Con chào ông bà đi con. Con muốn ăn được. Rồi con ăn chào được. Ông bà đi cho lộc cho ăn. Ông bà cô chú. Rồi, con mời ông bà ăn cơm. Rồi ông bà ăn cơm. Với con. Với con. Lỗi rồi, vậy cha mới cưng. Cho lộc cơm cho con ăn nghe. Dạ, cái này lắm. Ăn cái này lắm nha. Rồi nè, rồi ăn đi con. Rồi ăn đi. Rồi. Quá ngon rồi. Nêm dùng miếng mắm gút đi con. Nè. Ngon gút luôn. Ăn nhiều miếng chanh nữa. Quá ngon. Đây đi. Bông điên điển bỏ lên thêm. Cho muống bỏ vô thêm. Ăn bún này nhờ rau.
Cái miếng mắm cuốn. Trời ơi, cục cua ngon. Cua đồng mà nấu đặc quẹo cứng ngắt rồi. Nguyên cục cua đồng luôn à. Đồ này cho bán còn 20.000 á. Con cho cảm nhận bữa nay cha nấu ăn ngon không? Ngon. Bữa mai cha nấu ăn ngon không? Ừ. Ngon á. Gà. Nãy con đi học về là cha coi đồng hồ tới 11 giờ rưỡi rồi. Con không kêu cha nấu chứ, đợi con chứ cỡ 2 giờ luôn á. Cha lộn tôm cho con ăn. Không ăn tôm hả? Không, cha lộn cho. Không, cho em đi. Em có rồi. Cà đậu cho con nè. Đó, cà gà tài luôn. Hả, tụi em? Cái gì? Cà đậu cho con này nè, để cho chị đi. Không, gái, ăn con này. Không, không, không. Nè, cho con này con nè. Không, không, rồi. Rồi nè, con nó mời ông bà ăn tôm. Mời ông bà ăn với con. Thì ông bà ăn cơm. Quá ngon. Cho em. Nóng lắm không? Cho em đi. Cái này nóng nóng. Cho em đi. Nóng không mỏ nha. Chị hỏi vậy. Chị hỏi hả? Ông muốn yêu cua đồng là phải có nước mắm này mà mắm cuốn mới ngon nha. Ngon. Nếu ai ăn mắm cuốn không được thì không có ngon. Gà phim. Con đói, con ăn ngon quá thì ngon luôn. Con hai con nói không? Ừ. Con để ở đây đi, chút ăn sao? Cua đồng quá ngon à. Dạ. À. Có hả? Rồi ăn đi. Cay, cay. Cha. Chấm cho cha hả? Cay thôi. Thà con nào này, nè chấm vô đây cho cha miếng nè. Chấm đó. Rồi. Cha. Rồi. Rồi. Cô
quá. Còn phải mưa hả? Dạ. Nặng vô miếng chanh chưa? Chà, ăn thêm tô nữa quá, quá ngon rồi. Quá ngon. Thơm ngon cái giọt cuối cùng luôn. Chà trụng thêm tô nó ăn quá ngon rồi. Còn một miếng rau nữa đi. Một điểm. Nửa tô thôi, chân tô nó ăn hết. Rau mình làm quá ngon các bạn ơi. Ủa má cũng ăn đó hả? Dạ. Dạ hai cũng ăn nữa. Ê, có gì lấy ăn á. Đèn đem đèn tới rồi đây. Thêm bao nhiêu đây nữa đây. Tô nó ăn không nổi rồi, ăn nhiều. Gì con? Bắt miếng rau lên. Ăn cái này á. Cái ăn luôn. Dạ, ăn nấm mà ăn đi. Ây da, gót gót gót. Nóng không? Nóng. Nóng rồi. Dạ, đau quá. Đỡ rồi. Tự hỏi nha. Wow, mở bà cô chú cho các bạn nha. Rồi cho vô miếng mắm ruốc nữa coi. Ừ. Có mắm ruốc mới ngon. Ừ, nó vô mắm ruốc. Cho đi cá ruốc. Rồi vô miếng rau muống nữa. Hết tiền điện. Mắm ruốc lại thêm một miếng nước mắm trong nữa nha. Đập lạ Bình Dương luôn. Chanh, một miếng chanh nữa mới ngon. Ừ, ây da. Rồi, xong. Xong rồi, con chú cho các bạn. Đây, tô này là tô thứ hai. Mà tô này hết hơn tô rồi một tí. Wow, bắt đầu suốt. Chị bắt chú em. Mình mai bắt chú chị hai. Chị bắt chú em. Không bắt chú nghỉ cãi đi. Đang bắt em nữa không? Con đúng hả? Ơ, cái gì em thấy rồi. Thấy chưa? Nóng nó. Nóng được ghê rồi. Hai cho con lo ăn. Dạ, ở gì hỏi? Hai cho con ăn con bỏ nhỏ. Quá ngon. Con cái bộ khen mới mốt rồi cha nấu rồi con ăn hoài chứ gì. Ngon thiệt không? Thiệt. Thiệt ha. Ô, cha ăn tươi cha ơi. Wow. Để sang bơ đi ăn cơm đi. Đó em. Em xem lọc giỏ nha. Không, em không ăn chưa. Chị ăn đi. Rồi, em ăn nha.
Một đứa trà sữa trong đây. Kìa đó, trà sữa trong đây nè. Ngon nè. Cha muốn hết nè, mà cha cảm giác cha còn thèm nữa đó, nhưng mà cha no à. Cha no quá no rồi Ngọc Mai ơi. Con nó gom con thấy no rồi. Quá no mà quá ngon luôn. Bây giờ hết thèm bún rồi, bây giờ thèm xưa thèm mẹ rồi. Nè cho con nè. Nè rồi ăn đi con. Nè con. Rồi, cầm ăn đi. Rồi. Con bún ai vậy? Sao đứa bún con ăn nè. Con tự ăn hả? Tao biết. Ngọc Mai. Tao biết. Mà cô chú ơi, tiếp của con đến đây cũng có thúc rồi. Nếu mà cô chú thích thế này, con hãy cho con một like, một đăng ký để con có một lòng nhận video tiếp theo nha. Là mình mà xin chào tạm biệt ông bà đi. Cái gì? Xin chào tạm biệt ông bà. Xin chào tạm biệt ông bà. Chúc ông bà nhiều sức khỏe. Chúc ông bà nhiều sức khỏe. Nếu ông bà thấy clip hay, nếu ông bà thấy clip hay, hãy đăng ký cho con. Hãy đăng ký cho con. Và bấm chuông thông báo, bấm chuông thông báo nghe. Không nói nha. Giỏi hay quá. Rồi xin chào.